tẩy trang, nước tẩy trang thông thường, bông tẩy trang là những sản phẩm chúng ta vẫn thường dùng cho một chu trình tẩy đi lớp makeup hàng ngày. Nhưng hôm nay, chuyên mục Test Lab của tạp chí Lab sẽ thử nghiệm một chiếc khăn thần kỳ có tên Makeup Eraser. Hãy cùng thử xem chỉ với một chiếc khăn này có thể tẩy sạch và thay thế các bước tẩy trang thông thường được không nhé? Hãy cùng tìm hiểu về chiếc khăn Makeup Eraser này. Makeup Eraser là một thương hiệu của Mỹ, chỉ bán duy nhất một sản phẩm là khăn tẩy trang. Khăn được dệt theo công nghệ độc quyền từ các sợi polyester hỗn hợp. Mỗi chiếc khăn cấu thành từ hàng triệu sợi lông nhỏ như sợi tóc. Chúng hoạt động như các núm hút chân không, bám chắc vào lớp trang điểm, bả dầu trên da và nhẹ nhàng kéo tất cả ra khỏi lỗ chân lông. Điều đặc biệt của chiếc khăn này là nó có thể tẩy sạch mọi lớp trang điểm chỉ bằng cách nhúng vào nước ấm. Ngoài ra, thương hiệu Makeup Eraser còn đưa ra những cam kết khác xoay quanh sản phẩm này như là chống khuẩn, chống nấm mốc, an toàn với da nhạy cảm, dùng được cho cả da mặt và vùng mắt, không chứa hóa chất, không sử dụng thành phần có nguồn gốc động vật và không thử nghiệm trên động vật. Mình đặt mua chiếc khăn này tại website makeuperaser.vn với giá 495.000 đồng. Chắc sẽ có nhiều người nghĩ rằng 500k cho một chiếc khăn mặt là quá đắt, nhưng hãy thử cùng Hạnh làm một phép tính nhé. Với nhà sản xuất, họ giới thiệu một chiếc khăn tẩy trang như thế này mình có thể sử dụng 1.000 lần. Đối với Hạnh, Hạnh tính thì có thể tương đương là khoảng 3 năm sử dụng. Như vậy, việc dùng khăn tẩy trang nghe có vẻ rất tiết kiệm đúng không? Không những vậy mà còn bảo vệ môi trường, nghe có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng điều mà Hạnh quan tâm nhiều nhất đó chính là liệu khăn tẩy trang này có tẩy sạch gương mặt của Hạnh hay không? Bây giờ mình cùng tìm hiểu nha. Cảm nhận đầu tiên của Hạnh đó là khăn rất rất mềm, không gây ra cảm giác rát hay tấy đỏ như Hạnh từng tưởng tượng. Như các bạn có thể thấy là kem nền và son môi có thể trôi đi dễ dàng sau 1 đến 2 lần lau. Riêng vùng mắt với eyeliner và mascara chống nước, Hạnh phải chậm khăn lâu hơn một chút để làm mềm lớp makeup, sau đó lau khoảng 3 đến 4 lần mới tẩy hết được. Mình nhận thấy mascara lâu trôi có thể vẫn còn một chút khó tẩy sạch hoàn toàn như nước tẩy trang mà trước kia Hạnh thường dùng. Tuy nhiên điều này cũng có thể lý giải bởi lẽ thông thường chúng ta cũng cần loại nước tẩy trang riêng dành cho mắt và môi, nhất là mascara lâu trôi, tổng thời gian tẩy hết khoảng 5 phút. Với nước tẩy trang thông thường, một lớp makeup trôi đi khá dễ dàng. Tuy nhiên khi dùng với mắt sẽ hơi cay, dù ở phần mô tả có ghi là sản phẩm dùng được cho cả mắt và da mặt. Với nước tẩy trang này, Hạnh mất khoảng 4-5 miếng bông để tẩy hết lớp makeup. Tổng thời gian tẩy hết là khoảng 7 phút. Vậy là mình đã tiến hành xong việc tẩy trang với chiếc khăn Makeup Eraser. Vì mình là một người khá là bận rộn, mỗi tối mình đi làm về rất là trễ và đôi khi mình mệt phờ không muốn đi tẩy trang nữa. Việc thay đổi cái thói quen tẩy trang với chiếc khăn này thì có thể tiện cho mình về vấn đề thời gian, mình chỉ cần vặn vào nước ấm và lau thôi. Ngoài ra Hạnh rất quan tâm về vấn đề môi trường, việc tẩy trang với chiếc khăn này có thể giảm thải được một lượng rác thải khổng lồ ra môi trường. Theo như vỏ hộp cho biết thì một chiếc Makeup Eraser có thể thay thế 3.600 chiếc bông tẩy trang thông thường. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm chiếc khăn Makeup Eraser này thì hãy tham gia giveaway với tạp chí Đẹp bằng cách click vào fanpage ở đây và làm theo hướng dẫn. Ngoài ra các bạn đừng quên subscribe channel Đẹp Magazine để theo dõi những số test lab tiếp theo nhé.